chào anh. Đi bia này dễ đi mà. Đi đường là đi sơn này. Đúng rồi. Đi nhanh thoáng được. Lắp tầng 1 luôn hả anh? Tầng 1 vâng. Anh hôm nay là ở nhà không phải đi làm à? Anh Quý là biết Hoàng Long bọn em đâu chưa? Lâu rồi mình xem lâu rồi, nhưng mà định mua mấy năm trước nhưng mà con đang nhỏ quá, tại nhà cũng do anh bận, giờ nó lớn rồi mới mua về không có thời gian mà. Thế anh em lắp nhiều dàn khủng lắm, nhà mình thì thứ nhất là điều kiện không có, mà thứ hai là không có không gian. Đúng rồi, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là cái không gian ấy, không gian nhà mình to nhỏ như nào thì mình sử dụng những cái bộ dàn nó hợp lý. Em chào chị. Ồ, chỗ này hai bên để loa đẹp quá nhỉ. Con đẩy là để đâu nhỉ anh nhỉ? Em đang vì nó không có chỗ để nên là em đang tính là nếu như mà nó vừa phải để trên loa được không, không thì để em tháo này ra để vào đây, tháo một ô này ra thôi. Để vào đây có vừa không? Nếu có để được vào trong đấy là đẹp nhất anh ạ. Vâng. Tình yêu em như sóng biển chiều hồ hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa hơi xa, như hạt dương gió theo suốt buồn buồn. Yêu anh như yêu vợ hàng trăm năm, lòng ngỡ đi mùa màu qua đây. Em yêu anh như yêu không biết rằng, dần thì dần mà thương cũng dần nhiều. Ngoài khơi xa anh hát anh cảm thấy thế nào anh? Hát hay đấy. Thế à? Dàn tốt. Dàn tốt. Anh đã từng hát cái bộ karaoke gia đình nào nó được như này chưa? Chưa. Lên nhưng mà hát ra dưới kia hát không nên dàn là cô em chứ nhưng mà không bàn được. Thế à? Cái này nó chưa đến 30 triệu. Chưa đến 30 triệu. Anh đã cảm nhận như phòng hát ra luôn không anh nhỉ? Ừ. Như hát đúng không? Tiếng mic nhẹ nhàng như. Hát nó không bị mệt anh nhỉ? Ừ, hát này hát dễ vào giọng hơn. Vâng. Dễ vào giọng. Cảm nhận như nào khi anh em chúng em đã đặt xong cái đẹp mà với lại cái em theo dõi em xem cái bộ đấy các anh lắp nhiều rồi mà bộ đấy hát hay mà. Thì à, cái bộ này năm ngoái là bọn em cháy hàng. Bộ này cái lớp 3 cũng thấy nó lắp nhiều. Nó bình dân, hát hay, trưng bày đẹp. Giống cái màu nhà anh nhỉ? Nó hai tông, cái tông đen nhưng mà em lại thích cái lấy cái vân gỗ ở nhà toàn là cái vân gỗ thì là thích. Đúng rồi, cái vân gỗ này nó dễ phối.
Hay hơn khi anh xem ở trên livestream hay trên video này không? Trên đấy thì mình xem thì cái loa của mình quay bằng điện thoại ấy, nó không được thế nhỉ. Không gian thì mình bọn em về căn chỉnh mọi thứ nó chuẩn.